Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại các tỉnh thành, đặc biệt là ở Hà Nội liên tục tăng cao. Giờ đây thì ai ai cũng có thể nguy cơ trở thành F0 nếu mà không đeo khẩu trang, không đảm bảo 5K ở nơi công cộng. Và trước nguy cơ trực chờ ở xung quanh, nhiều người có thể tự hỏi nếu không may gia đình hay chính bản thân mình mắc COVID-19 thì sẽ làm như thế nào? Hoang mang, lo lắng, đó là những điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng tiếp sau đó thì bạn sẽ cần phải làm gì, phải điều trị ra sao để có thể bình phục? Và để có câu trả lời cụ thể và thực tế, chuyện tối nay sẽ cùng gặp gỡ với một cô gái đã chiến thắng bệnh COVID-19 sau hơn một tuần tự điều trị tại nhà như thế nào. Xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn, bạn Nguyễn Hương Ngân, hiện đang là nhân viên truyền thông tại Hà Nội. Xin cảm ơn bạn đã tham gia chương trình. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hiện tại thì sức khỏe của Hương Ngân thế nào? Hiện tại của em thì khá là ổn ạ. Em đã hết thời hạn cách ly tại nhà, cũng như là cả nhà em phong tỏa thì cũng đã hết phong tỏa rồi, và em đã hoạt động trở lại với cuộc sống bình thường ạ. Khi mà biết mình bị nhiễm Covid thì em có hoang mang, sợ không? Rất là nhiều người sợ. Thật ra thì cái lúc mà em nhận được cái thông báo từ bệnh viện khi mà em đi test PCR ấy, thì cái lúc đấy công nhận là cũng rất là lo lắng. Nhưng mà ngay lập tức thì kiểu mình nghĩ rằng là bệnh thì cũng đã bệnh rồi, thế là em cũng đã bình tĩnh lại và bắt đầu là kiểu phải xử lý những cái công việc đầu tiên, đó như là em phải gọi điện báo với y tế phường này, tổ dân phố chỗ em ở, cũng như là báo với công ty mà hiện tại em đang làm để mọi người có thể biết được cái tình hình của mình, cũng như là những ai mà tiếp xúc với mình ấy, thì mọi người có thể tự cách ly ở nhà hoặc là báo với y tế phường nơi địa phương của mọi người ấy. Thực ra là rất nhiều người khi mà biết mình bị Covid ấy, thì người ta sẽ bị đấu tranh giữa một cái việc là mình sẽ giấu hay là mình sẽ nói thật. Rồi là mình hoang mang quá nên có thể là có những người họ cũng có những cái hành vi luẩn quẩn. Không biết là lúc đó em có một chút mảy may nào hay nghĩ là thôi hay là mình sẽ tự xử, mình sẽ không báo gì cả? Em thì lại không nghĩ như vậy. Thì em, bởi vì là thật sự cá nhân em mà khi mà nhận cái thông tin đấy thì cái điều mà em áy náy nhất ý, chính là cái việc mà em ngại đối với những người đã tiếp xúc với em, nhất là những F1. Bởi vì em có những người bạn, người ta có thể gia đình, người ta có sự kiểu có người lớn này, có trẻ nhỏ là khá là nguy hiểm. Thì cái điều mà đấy là cái điều mà em cảm thấy em áy náy nhất, ngại nhất. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì thật sự là cái số ca mắc bây giờ nó ngày một nhiều hơn. Và cái quan trọng nó là phải là cái ý thức của mọi người khi mà ra đường hay là bất cứ một nơi nào. Thì cái việc mà em muốn chia sẻ cái thông tin em F0 đến với mọi người ý, để tất cả cùng có thể biết được là cái tình hình dịch bây giờ nó đang diễn ra như thế nào. Và thật sự cũng em cũng khá là bất ngờ mà khi mà em thông báo là em F0 lên ấy, thì em biết được rất nhiều bạn bè xung quanh em cũng đang là F0 và mọi người cũng đang phải đi điều trị, rồi có người thì ở bệnh viện, có người thì cũng đang ở nhà, có người thì cũng vừa mới kết thúc F0 xong. Thì cũng rất là may mắn là em nhận được rất là nhiều những cái góp ý này, những cái hướng dẫn của mọi người giúp cho em quá trình điều trị tại nhà nó tốt hơn ấy. Khi mà em điều trị tại nhà thì em gặp phải những cái khó khăn gì? Em nghĩ là cái có khó khăn lớn đối với em chính là cái việc mà mua đồ ăn uống tại nhà, vì em ở một mình, điều trị một mình đấy, thì nó khá là khó khăn. Nhưng mà rất là may mắn là em nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ từ hàng xóm này, rồi cả vì em ở chung cư nên là cũng có tổ dân phố, ban quản lý tòa nhà cũng giúp đỡ rất là nhiều. Xong là cũng có người thân ở bên khu gần nhà em ý, thì mọi người cũng mua đồ cho em, rồi kiểu như là mỗi ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm hay bảo là cần gì, mua gì thì mọi người đều là hỗ trợ chuyển đến tích cực cho em. Vâng, đúng vậy. Nhưng mà như thế có nghĩa là cái việc mình sống độc thân cũng vừa may lại vừa không may. Rất là may là mình là cái việc mình cách ly nó rất là thoải mái vì dạ, nó không vâng, liên quan rồi. Tới ai cả, đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Thì kiểu như là em có một vài người bạn cũng cách ly ý, thì mọi người sống cùng với gia đình ý, thì nó khá là bất tiện, bởi vì là cũng ảnh hưởng đến những người xung quanh mình nữa. Có một bạn thì là kiểu có con nhỏ, thế là lại phải cách ly, bạn ấy phải đến một nhà khác để cách ly để không ở cùng với con, để không bị ảnh hưởng đến con. Hay là có nhà thì có người, có ông bà, cũng khá là vất vả. Nhưng em thì em ở một mình nên là em cảm thấy là nó cũng là một cái may mắn đối với em, vì kiểu mình không bị ảnh hưởng đến gia đình, đến người thân của mình, xong là mình cũng tự chữa ở trong nhà, nó thoải mái hơn ý. Có nhiều trường hợp khi mà bị F0 ấy thì thông báo với chính quyền thì được hỗ trợ ngay, nhưng có những trường hợp thì không được hỗ trợ. Thì lúc đó em đặt mình vào hoàn cảnh như thế thì em có lo, em có được hỗ trợ ngay không? Em chính xác là khi mà em nhận được cái thông báo là em F0 này, em gọi điện cho y tế phường đầu tiên ấy, thì em cũng phải chờ khá là lâu. Vâng, thấy. Nhưng mà may mắn thì phía chỗ tổ dân phố cũng như ban quản lý tòa nhà chỗ em thì mọi người lại tạo cái điều kiện cho mình. Để rất nhanh chóng. Đúng rồi, rất là nhanh chóng để mà mình có thể thực hiện cái việc cách ly tại nhà. Còn về cũng như là người ta báo với cả y tế phường nhiều hơn, tức là
Em nghĩ là vì chắc là nhiều ca mắc quá nên là y tế phường cái việc mà tiếp nhận thông tin nó bị quá tải. Phải đến tận đến đêm em mới có được cái thông tin đầu tiên từ y tế phường gọi điện để lấy thông tin của mình và để đưa lên hệ thống. Nhưng mà em nghĩ thế là đã nhanh rồi, bởi vì có nhiều người bạn của mấy em. Ngày? Thời gian đầu mấy ngày? Của em là chỉ là tức là em báo lúc buổi trưa, 12 giờ trưa thì đến đêm, là, đêm em nhận được là em đã nhận được điện thoại từ y tế phường. Còn có những người bạn của em là phải tầm 1 đến 2 ngày sau thì mới có thông tin từ y tế phường cơ. Vâng. Trong cái thời gian mắc bệnh thì sức khỏe của em như thế nào? Trộm vía là em cũng khá là ổn ạ. Tức là em thì cái khi mà có lẽ là cái giai đoạn mà em bị ốm rồi sốt ấy, thì em, lúc đấy là em lại nghĩ là mình chỉ là cảm cúm thôi. Và em có tự test nhanh thì em lại ra âm tính cơ. Nhưng mà khoảng tầm 4 ngày sau thì cái sức khỏe của em nó bị yếu đi ấy. Tức là em tự dưng em thấy mình mất khứu giác, rồi người bị mệt nhức, giống y hệt giống như là cái việc mà khi mà mọi người tiêm vaccine ấy. Đấy, thế xong thì em mới cảm thấy là không ổn lắm thì em mới đi test PCR. Thì cái lúc mà nhận được kết quả rồi thì lúc em nghĩ là lúc đấy người em nó đã khỏe lại rồi ấy. Nên là em cũng không thấy có một vấn đề, tức là ngay cả cái việc thở hay là cái sức khỏe của mình nó đều rất là ổn, không có gì thay đổi giống như bình thường cả. Em tiêm mấy mũi rồi? Em tiêm được 2 mũi rồi. Và tức là em tiêm 2 mũi và bị mắc thì dạ vâng. Như vậy. Dạ vâng. Thì sau bao lâu thì em khỏi hẳn? Khoảng tầm 1 tuần ạ. 1 tuần thì em khỏi hẳn và cũng không phải đau đớn quá nhiều. Những cái thuốc em uống có nhiều lắm không? Em không dùng thuốc gì chị ạ. Không dùng thuốc gì, dạ em vâng. Tự điều trị. Dạ vâng. Cái mà em dùng chắc là chỉ là cái viên xông mũi này, rồi xịt mũi, hoặc là em dùng nước muối sinh lý để em xúc miệng hàng ngày thôi. Chứ em cũng không dùng bất cứ một thuốc gì ngoài về đến cái việc chữa Covid này cả. Tức là mình không dùng thuốc điều trị Covid thì vâng. Ai đưa cho em cái lời khuyên để sử dụng những cái biện pháp mà em đang sử dụng? Vâng, thì là cái lúc mà em thông báo là em bị F0 ở trên Facebook thì có một chị bạn em, cũng chị đấy là cũng đã tự bị F0 và vừa mới chữa khỏi xong, thì chị nhắn cho em là đấy, bây giờ em phải mua những cái thứ như thế này, cũng không có thuốc gì để điều trị đâu, vì thực ra nó là do cái sức đề kháng của mình nữa. Thế là em nhờ người thân mua cho nước muối sinh lý này, cái viên xông, rồi cả cái xúc miệng, rồi xịt mũi để vệ sinh hàng ngày thôi ạ. Em thấy là trong cái quá trình mình chiến thắng Covid thì yếu tố nào quan trọng nhất để em có thể vượt qua nào? Em nghĩ là cái tinh thần của mình. Cái tinh thần nó là cái điều cực kỳ quan trọng luôn. Ngay cả bạn em rồi các bác sĩ cũng bảo là cố gắng là phải giữ được một cái tinh thần rất là tốt, ổn thì không có vấn đề gì hết cả. Với cả là hàng ngày thì em, bởi vì em có tập luyện, có tập yoga rồi tập gym rồi ấy. Thế nên là em luôn luôn cố gắng làm sao để mình tập thở một cách tốt nhất và đúng. Thì sau khoảng tầm, lúc đầu thì em thì thở rất là nhẹ nhàng thôi, nhưng khoảng tầm 3 ngày sau ấy thì em bắt đầu là em tập yoga, em ngồi thiền các thứ ấy, để mình có thể kiểm soát được cái hơi thở của mình ấy. Thì khi mà từ mình bắt đầu kiểm soát được cái hơi thở, biết được cái sức khỏe của mình nó đến đâu ấy, thì tự khắc là mình cảm thấy là mình ổn lên và khỏe lên. Đúng rồi. Tức là em là cái người điều chỉnh bản thân rất là tốt đúng không ạ? Dạ vâng. Bây giờ thì cuộc sống của em đã ổn hẳn chưa? Sức khỏe ok chưa? Bây giờ em khá, em ổn lắm rồi, thậm chí là em đã tập luyện lại rồi ạ. Thế vâng. Thế là mọi người nhìn em với một ánh mắt rất là ngưỡng mộ đúng không ạ? Thay vì sự kỳ thị là bạn ấy bị Covid đây. Dạ vâng, đúng không? Đúng rồi. Dạ vâng ạ. Tức là cái cách em đón nhận chị nghĩ là rất là thoải mái, rất là cởi mở và tự điều chỉnh mình bằng những cái biện pháp rất đơn giản như nước muối này. Rồi thế thì em dành cho những quý vị khán giả bây giờ, đặc biệt là ở Hà Nội chẳng hạn, nhiều F0 như thế này, mọi người lo lắng, lời khuyên và chia sẻ như thế nào? Em nghĩ là bây giờ thì mọi người đừng, không có gì phải kỳ thị bất cứ một ai F0 cả. Mà dù nếu như mọi người có trở thành F0 thì hãy cứ thoải mái và đón nhận cái thông tin đó, và chúng ta hãy cứ sống tích cực, vui vẻ mỗi ngày, ăn uống đầy đủ thì không có bệnh tật nào có thể sợ Covid cả. Rồi, xin cảm ơn Hương Ngân. Thực sự là một câu chuyện rất là truyền cảm hứng đúng không ạ? Cũng như là động viên tinh thần của rất nhiều người trong lúc này. Thưa quý vị và các bạn, và tới đây chương trình của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.